Em xin được kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Dưới đây thì em có những cái chậu lan rừng đơn thân để chơi hoa Tết. Các bác anh chị mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số 0977 ạ, 842 981 các bác nhé. Và em có những cái mã đai châu đơn thân siêu to khổng lồ. Đó. Ở đầu like thì em mời các bác ngắm một cái cây đai châu rất là to mẹ con ạ. Đây mời các bác ngắm cây mẹ con trước nhé. Đây là cái size to, size đại các bác ạ. Đây là một cái chậu châu Tết để các bác mình sưu tầm một cây mẹ bồng con. Đó là một cây đốm bò sữa các bác ạ. Và cái cây đốm bò sữa này khách nhà em mà sưu tầm nhiều nhất luôn ạ. Nó là cái tông rất là sai hoa. Đấy, và chuẩn cho mọi người là chơi Tết ạ. Cái mã số 1 em chia sẻ một cái chậu đai châu đốm bò sữa với giá là bằng 780.000 ạ. 780.000 cho mã số 1 các bác nhé. Mã số 1. Và cái mã số 2 thì em mời các bác ngắm một cái cây đai châu có tông màu đỏ ạ. Đấy, cái tông màu đỏ nhé. Nó tông màu đỏ tươi, màu đỏ ớt hay còn gọi là đỏ Mỹ, nó rất là đẹp các bác ạ. Đây. Cái mã số 2 các bác ạ, một chậu đai châu đơn thân màu đỏ nhé và cũng đang có nụ các bác ạ. Nó không lỗi lầm gì đâu các bác ơi, không lỗi lầm gì nhá. Đây là do cái bộ rễ này, rễ của nó phát triển nó xiên ở đây thì cái kẽ lá nó hơi thưa các bác ạ. Và cũng là cây đang nụ các bác nhé, cây đang đi nụ rồi. Đấy nên chuẩn cho mọi người là hoa Tết. Và đối với cây này thì bản lá rất là to. Ở cây mã số 2 thì em chia sẻ các bác bằng 800.000 ạ. 800k cho mã số 2, một cây đơn thân các bác nhé. Tiếp theo thì là cái mã số 3 các bác ạ. Mã số 3 thì của em nó là một cái cây màu đỏ huyết dụ mà từ ở cái like trước khách sưu tầm ấy. Thì đối với cái cây đỏ huyết dụ này thì hoa nó rất là đẹp và độc lạ các bác ạ. Đấy, cái màu đỏ huyết dụ thì khách sưu tầm rất là nhiều luôn các bác. Đấy, nó không có tông màu đỏ, đỏ huyết dụ rất đẹp. Đấy. Các bác anh chị mình mua hàng thì kết nối qua số 0977 ạ, 842 981 các bác nhé. Các bác cứ liên hệ trực tiếp đến số bên em đã ghim trên bài theo số 0977 842 981 ạ. Và đối với cây đỏ huyết dụ thì em cũng chia sẻ các bác nhé. Cây này thì đẹp lắm các bác, đây là do tưới nước ao hồ nó vậy này. Cây này thì nó đứt một tí lá các bác ạ. Đấy, thì em sẽ sell các bác cây này là bằng 750k các nhé, 750k cho một cái cây đỏ huyết dụ rất đẹp. Các bác mua hàng thì kết nối trực tiếp cho em theo số 0977 842 981 để được mua hàng các bác nhé. Đây là những cái mã lan đơn thân hoa Tết. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm đó là một cái chậu phượng hoàng lửa. Đây, mã số tiếp theo đó là một cái chậu phượng hoàng lửa mà phải nói siêu đẹp các bác ạ. Đấy, một chậu phượng hoàng lửa nhé, mà một trong những cái mặt bông hoa to tươi đẹp các bác ạ. Các bác, em mời các bác ngắm lại cái khuôn hoa của cây phượng hoàng lửa. Rất đẹp các bác ạ. Đấy, và hàng chơi hoa là chuẩn Tết nha các bác ơi. Hàng chơi hoa là chuẩn Tết ạ. Chậu thì được 2 cây nhá. Cái này do nó bị xém nắng tự nhiên các bác này. Này, cây cặp lá mít rất đẹp. Đấy các bác ơi, cây siêu to nhá. Đang mở kẽ lá để đi nụ hoa rồi các bác ạ. Đây là mã số 1. Mã số 1 các bác nhá. Cây siêu to. Đấy. Đó, em chia sẻ các bác mã số 1 này bằng 400.000 một chậu ạ. 400.000 nhá. Bình thường cây to em bán 280 một cây, hôm nay bán 400.000 một cặp nhá. Do nó xém một chút lá này. Phượng hoàng lửa cho mã số 1 ạ, 400.000 ạ. Còn đây là mã số 2 các bác nhá, mã số 2 này. Đó, em mời các bác ngắm mã số 2, cũng là cây đang nứt nụ rồi các bác ạ. Đấy, mở kẽ lá rồi các bác ơi, mở kẽ lá rồi. Mã số 2 thì em chia sẻ các bác mã này nhá, cây thì không lỗi mà cây xếp đẹp. Mã số 2 bằng 380.000 ạ. Mã số 2 bằng 380 các bác nhé. Còn đây là mã số 3 các bác ạ. Mã số 3 nhé. Cây đẹp lắm. Mã số 3 cây cũng rất đẹp các bác ạ. Đây. Nó cũng đang mở cái lá này các bác. Đây, cây này thì chuẩn bị nhô nụ này. Đấy, cái này chỉ 10 ngày nữa là đi nụ hết thôi các bác ạ. Đây. Mã số 3. Ui các bác ở này. Đang bắt đầu lên nụ này. Thấy chưa? Đấy. Đang bắt đầu lên nụ luôn nhé. Đấy. Nói chung là cái cây này là bảo hành cho mọi người chơi hoa Tết là nó sẽ hoa Tết. Cây nào cũng vậy. Đấy, và em chia sẻ nhé, con này dám đúng một tí 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 này. Đấy. Mã số 3 thì em chia sẻ các bác bằng 420.000. 420.000 cho mã số 3 các bác ạ. Và tiếp theo thì đây em có một duy nhất một chậu chậu cáo trắng các bác ạ, đẹp lắm. Đây các bác ơi. Một chậu cáo trắng mà thân nó nở lá rất đẹp các bác này. Ôi, có một chậu này thì hôm nay em siêu các bác mình 500.000 một chậu nhé. 500.000 cho một chậu cáo trắng các bác ạ. Cáo trắng mã siêu đẹp này. 500k cho một chậu ạ. Và em có duy nhất một chậu cáo đỏ hàng lá to các bác ấy. Đấy. Nở lá rất đẹp. Thì
Em chia sẻ các bác chậu này bằng 450.000 một chậu. 450.000 cho một chậu cáo đỏ các bác nhé. Cáo đỏ. Đấy, các bác sưu tầm thì mình cứ kết nối đến số 0977 ạ. 842981 các bác nhé. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm đó là một cái chậu cửu. Đấy ạ, một cái chậu cửu đỏ mà phải nói là chất lá dày đẹp. Đấy, rất là dày và đẹp các bác nhé. Cửu đỏ này, hoa chính chủ tại vườn này. Đó, em mời các bác chiêm ngưỡng lại cái khuôn hoa của cửu đỏ, rất đẹp. Đấy, bản lá rất dày. Đó, một cái siêu phẩm cửu đỏ nhé. Đấy, cái lô này em có vài trăm chậu nhưng mà xỉ người ta cũng lấy hết rồi. Còn sót lại có 50 chậu thôi. Đấy, các bác sưu tầm thì alo cho em một chậu cửu đỏ. Đó, em chia sẻ các bác bằng 650.000 một chậu ạ. 650.000 cho cái chậu cửu đỏ các bác nhé, cửu đỏ. Đây, cái tốp cửu gọi là cái tốp cửu đỏ rất đẹp, mà cái dòng hoa đơn thân vừa thơm được gọi mệnh danh là vua phong lan. Đấy, vua phong lan các bác ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu 4N nhé. Ở trước màn hình là một cái chậu 4N xếp su. Nó siêu đẹp. Đấy, các bác nhìn chất này. Đẹp từ gốc đến ngọn, nó là siêu đẹp chưa? Bán cái lô 4N mà cây xếp mít từ gốc đến ngọn đẹp như này, gọi là xếp su. Một chậu 4N mã số 1 thì em chia sẻ các bác bằng 680.000 ạ, 680.000 các bác nhé. Còn đây là cái dòng cửu hồng các bác này, cửu hồng đến nay còn có 2 chậu thôi. Em sale các bác mình 400.000 một chậu ạ, 400k cho một chậu cửu hồng nhé, mã số 1. Đây mã số 2 các bác, đây là cửu hồng các bác này, hoa đẹp lắm. Thơm lắm luôn, là thơm luôn các bác ạ, đây là nó bói thôi. Ở những cái cây này thì nó sẽ cho hoa mọi người vào Tết nhé, tại vì nó mở cái lá rồi. Đấy. Thực ra hôm trước em lên những cái chậu có nụ, mọi người cũng không thích sưu tầm cái chậu có nụ bằng cái chậu chậu mới cái lá, tại vì các bác chơi Tết ấy. Nên em sẽ sale các bác chậu này 380.000, chậu này có một cây nhỏ hơn một chút. Em chia sẻ bằng 380 nhá, mã số 2 cửu hồng nhá. Cửu hồng. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu quế tím. Đấy, nó là dòng quế lan hương, hoa rất thơm. Đây, em mời cả nhà mình chiêm ngưỡng này, quế tím này. Toàn bộ cây mít xếp đẹp nhá. Duy nhất một chậu này thì em sale các bác bằng 299.000 một chậu. 299.000 cho một chậu quế lan hương, quế tím các bác nhé. Hoa rất thơm và đẹp. Đấy, rất thơm và đẹp. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm đó là một cái chậu hoàng nhãn A3 các bác ơi. Này, cây phải nói siêu phê pha các bác này. Đấy, cây nào cũng đẹp. Ở sang năm cái này nó cả là một cái tác phẩm rồi. Đấy, các bác anh chị mình sưu tầm mới kết nối cho em. Một chậu hoàng nhãn A3, mặt hoa của nó là xanh cốm các bác nhé. Xanh cốm thì em chia sẻ các bác cái chậu này với giá là bằng 650.000 các bác ạ. 650.000 cho một chậu nhãn A3 nhé. Rất đẹp các bác ạ, rất chi đẹp. 650. Và tiếp theo đó là một cái chậu đai châu mít. Rất đẹp các bác ơi. Đấy. Một chậu đai châu mít xếp chơi hoa chuẩn Tết này, cây đã nuôi vườn 4 năm rồi. Rất khỏe và đẹp các bác nhé. Cháy mất một tí lá đây các bác này, hàng nuôi vườn này nó cháy xém một tí này. Nên em chia sẻ các bác chậu này bằng 350 nhé. 350 các bác ơi. Cái này thì có bò sữa và màu cam nhé các bác nhé. Có bò sữa và màu cam. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu kiều tím yên tử. Đây, đây là một trong những cái dòng kiều hoa phải nói là siêu tím và đẹp. Đấy, top 1 của kiều. Đấy, nó đứng đầu của cái top hoa lan kiều. Thì em chia sẻ các bác chậu này bằng 2.380.000 các bác ạ. 2.380.000 cho một cái em kiều yên tử nhé. Nó kiều yên tử thì nó là dòng thân nhỏ, phải nói rất đẹp. Đấy, rất chi là nhiều thân tơ các bác ạ. Một chậu duy nhất thì em chia sẻ các bác bằng 2.380.000 ạ. 2.380.000 các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu hoàng nhạn tháng 8 này. Đó, trước màn hình thì một cái chậu nhạn tháng 8 Gia Lai thì nó cũng vừa mới hết hoa xong các bác ạ. Hôm nay em thanh lý cho mọi người sưu tầm nhé. Mã số 1, nhạn tháng 8 nhé. Đấy, chia sẻ các bác cái siêu phẩm này với giá bằng 1.680.000. 1.680.000 cho mã số 1 nhạn tháng 8 ạ. Còn đây là mã số 2 các bác. Coi cây này thì nó lời ở một đàn con các bác nhé. Lời ở một đàn con. Cây mít xếp này thì nó có tí tan chậm, phân tan chậm thì cây phát triển rất đẹp. Cây này một đàn con đây các bác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhé. Do nó gãy ngọn nó mất sức nên nó đẻ hai con ở trên. Và một đàn con ở dưới các bác là rất là lời. Em sale các bác cây này bằng 1 triệu nhé. 1 triệu cho mã số 2 nhạn tháng 8 các bác ạ. Thứ nhất là nó chuẩn hoa, chuẩn giống cho các bác mình sưu tầm. Đấy, 1 triệu nhé, 1 triệu. Rồi, tiếp theo thì em sẽ mời các bác ngắm những cái chậu đơn thân đẹp nữa. À, đây. Em mời các bác ngắm một cái chậu hoàng nhạn rừng buôn đôn. Đây, đây ạ các bác ơi.
Nó trước màn hình của em thì nó là một cái chậu nhạn rừng buôn đôn. Đây là một cái top hoa gọi là siêu sai và hoa đẹp các bác nhé. Nhạn rừng buôn đôn á, em chia sẻ các bác một chậu hoàng nhạn rừng buôn đôn với giá là bằng 480.000 các bác nhá. 480.000 cho cái chậu hoàng nhạn rừng buôn đôn á. Đây các bác ơi, đây là cái dòng nhạn rừng buôn đôn, hoa nó rất sai các bác này, sai lắm là sai luôn. À, để về tương lai các bác có những cái chậu nhạn siêu đẹp thì em giới thiệu các bác một chậu nhạn lá mít xếp nha, hoàng hàng rừng buôn của buôn đôn. Thì em chia sẻ các bác chậu này bằng 480.000. Hai cây, bốn cây, sáu cây các bác nhá. Cây này à, đâu 2, 4, 6, 8. Ôi thôi chết, cái chậu này em lỡ báo 480 mỗi hôm cái chậu. Thôi chậu này 8 cây rồi. Tôi lỡ báo, em vẫn bán các bác 480.000 một chậu ạ. 480.000 một chậu các bác nhé. Rất đẹp ạ. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu tháng 8. Một cái chậu hoàng nhạn tháng 8 thì nó lẫn cả tháng 4. Đấy, lẫn cả tháng 4 rừng buôn đôn nữa các bác nhé. Đây. Đấy, cây nụ lích nhích đây các bác này, nụ này. Nụ này chơi hoa chuẩn Tết các bác nhá. Này, cây siêu to nụ này, nụ rất lớn. Nụ rất lớn luôn, và đối với những cây như thế này các bác dao động cũng từ 1,8 triệu đến 2 triệu một cây rồi nhé. Đấy, chuẩn cho mọi người 3 cây hoàng nhạn tháng 8 ở trên một chậu. Và kèm nhạn rừng buôn đôn nhé. Kèm nhạn rừng buôn đôn. Đấy, thì đối với chậu này chắc chắn là các bác mua sẽ không dưới 5,8 triệu đến 8,5 triệu. Thì em sẽ chia sẻ các bác chậu này bằng 3,860,000. 3,860,000 cho cái siêu phẩm này các bác nhé. Cả tháng 8 và tháng 4 rừng buôn đôn nhé. Cả tháng 8 và tháng 4 rừng buôn đôn, nên em sẽ sell các bác bằng 3,860,000 các bác ạ. 3,860,000 cho một siêu phẩm nhạn tháng 8. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu quế tím mã số 2 này. Đấy, còn chậu rất đẹp các bác ơi. Rất đẹp nhé cả nhà mình. Đấy, bản lá nở rất là đẹp luôn các bác, toàn cây mít xếp này. Mã này em cũng chia sẻ các bác bằng 299.000 một chậu ạ. 299.000 một chậu cho chậu quế tím mã số 2 nhé. Đó, tiếp theo của em đó là một chậu kiếm phan trí siêu to. Và đối với cái mã này thì em có duy nhất một chậu thôi. Đấy. Nên các bác anh chị mình mà có sưu tầm thì mình nhấc máy kết nối trực tiếp cho em theo số 0977842981 các bác nhé. Và đối với chậu này thì em chia sẻ các bác nhà mình là bằng 2,380,000 các bác ạ. Đó, phan trí nhá, chuẩn hoa bảo hành tuyệt đối nhá, size 1 đến 10 cái cây này thì các bác mình đã được ngắm hoa chính chủ tại giò rồi chứ không phải là không ạ. Thì em sẽ chia sẻ các bác bằng 2,380,000. Đó, trên hội kiếm thì chắc chắn là các bác mua vẫn dao động từ 5 đến 700.000 một thân. Đây là một cái top kiếm lan va mà ngày xưa các bác mình đã phải bỏ ra ấy, cái thời hoàng kim ấy. Nói chung là một cái thời gọi là khuynh đảo thị trường. Cái lúc đó các bác nó có đắt đỏ thì nó đã dao động từ 80 đến 120 triệu một thân. Đấy. Hôm nay thì em chia sẻ các bác cái tác phẩm này với giá là bằng 2,380,000 nhá. 2,380,000 các bác ạ. Còn đây là một cái chậu xanh Huế. Chậu xanh Huế các bác nhé. Đây. Mông to củ lớn 1, 2, 3, 4 các bác ạ. Đúng là mông to củ lớn luôn các bác này. Này. Đẹp chưa ạ? Em chia sẻ các bác chậu này bằng 350.000 các bác nhé. 350.000 cho một cái chậu xanh Huế nhé. Xanh Huế mã số 1 chậu nhỏ nhé. Mã số 1 chậu nhỏ. Còn tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu Kiều Yên Tử. Đây. À, Kiều Yên Bái em xin lỗi. Đó, trước màn hình là một cái giò kiều tím của vùng miền Yên Bái rất VIP. Đấy. Đối với cái chậu này thì em sale các bác mình bằng 1,680,000. 1,680,000 cho siêu phẩm kiều tím Yên Bái. Đấy, đây là một siêu phẩm kiều tím Yên Bái nhé. Còn đây trước màn hình của em thì nó là một chậu xanh Huế, phải nói là siêu to khổng lồ. Đấy, các bác ngắm qua cái chậu đôn vại thì là mọi người đủ biết rồi. Ngày xưa mua chậu này cũng 700-800 nghìn một cái chậu không rồi. Đó, chưa kể tiền giống. Đấy. Nói chung là các bác mà xác định chơi trấn thủ vườn những cái siêu VIP này thì các bác kết nối cho em, chia sẻ các bác một chậu xanh Huế tác phẩm với giá là bằng 2 triệu các bác nhé. 2 triệu cho một cực phẩm kiếm xanh Huế khủng. Đấy, một cực phẩm kiếm xanh Huế khủng các bác ạ. Và mã tiếp theo thì em mời các bác chiêm ngưỡng lại một cái giò quế đơn thân nguyên bản. Đấy. Một giò quế nguyên thân, đơn thân nguyên bản của vùng miền Hòa Bình. Quế trắng Hòa Bình các bác ạ. Nó hết hoa rồi các bác nhé, hàng nguyên bản đấy, cắt quắt hết hoa rồi. Hôm nay thì em chia sẻ các bác một cái dề tác phẩm, nói chung là một búi mẹ bồng con, phải nói là siêu to khủng lồ. Thì em chia sẻ các bác anh chị mình với giá là bằng 6,890,000 nhá. 6,890,000, đây là hàng dề nguyên bản. Nói chung là cái hàng để búi này thì nó ít lắm các bác ơi. Nói chung trăm giò nó mới có được một giò hàng dề để búi thôi.
6.890.000 các bác ạ. Giò này ngày xưa đi thi hội lan người ta cũng trả 30 mấy triệu rồi các bác ạ. Không bán đấy, để trấn vườn. Hôm nay em thanh lý các bác 6.890.000 nhé. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm lại một cái chậu 4N các bác ạ. Đây, đây là một cái chậu 4N 3 cây mã số 2. Chậu 4N 3 cây mã số 2 nhé. Đấy các bác nhìn những con xếp xu này. Còn lá xoáy nữa luôn các bác ạ. Đây, lá xoáy luôn, cây 4N mã số 2. Thì em chia sẻ các bác bằng 650.000 cho một chậu 3 cây các nhé. 650 cho một chậu 3 cây các bác ạ. 4N. Đó, siêu đẹp các bác nhé. 4N siêu đẹp. Đây ạ. Đấy, và tiếp theo em mời các bác ngắm một cái dề sóc. Sóc ta đây các bác, sóc mẹ con này. Cái dề này em chia sẻ các bác bằng 450 nhé. Đây là hàng mẹ con đấy các bác, sóc ta. Sóc ta hoa nó rất là dài các bác ạ. 450.000. Và em chia sẻ các bác một cái chậu cát vua mèo siêu to. Này còn chậu này em thanh lý các bác 480.000 các bác nhé. 480.000. Và đây em mời các bác ngắm một cái dề vẫy rồng ạ. Đấy, em có duy nhất một búi các bác ơi, hàng dề đấy. Hàng dề các bác nhé. Này. Các bác ngắm cho em siêu đẹp nhá. Em chia sẻ các bác một cái dề vẫy rồng nhá. Nguyên một búi thì em chia sẻ các bác cái dề này 450.000 các bác ạ, 450 nhá. Có đúng một dề này phải nói siêu đẹp các bác ạ, 450 ạ. 450 cho một cái dề vẫy rồng nhá, này em treo hơi cao. Em nhấc lên các bác nhìn thôi, nó toàn bộ là thân tơ. Đó, 450 cho một cái dề vẫy rồng các bác ạ, dề vẫy rồng. Đấy, đấy. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm, đây là một cái chậu. Đây các bác ơi, đây là cái chậu cửu hồng nhá. Đấy, thế nào chậu này nó có nụ các bác ạ. Cửu hồng này. Hoa của nó đẹp lắm các bác ơi. Này bắt đầu nụ để mọi người chơi Tết. Cây này mượn cái lá rồi nha. Này các bác ơi, đẹp quá trời rồi. Một chậu cửu hồng nhá. Đó, duy nhất một chậu cửu hồng này phải nói là các bác ạ, đẹp quá. Tức là có chậu cây lên nụ rồi, có cây chưa. Thì em chia sẻ các bác một chậu cửu hồng rất đẹp. Với giá bằng 450.000 các bác ạ. 450 cho một cái chậu cửu hồng các bác ơi. Cửu hồng nhá. Đấy, siêu đẹp các bác ạ. Đây các bác này, khuôn hoa của cửu này. Đó, cửu hồng nó rất đẹp luôn các bác ạ. Cửu hồng nha, 450 một chậu. Đấy, cánh hoa rất dày và to các bác nhá. Cửu hồng. Đó, em chia sẻ các bác 450.000 cho một chậu nhá. 450 cho một chậu cửu hồng đang nụ ạ. Bắt đầu nụ các bác nhá. Đó, các bác anh chị mình mua hàng mình kết nối trực tiếp đến số hotline bên em đã ghim trên bài, hoặc liên hệ đến số 0977 842 981 các bác nhá. Em xin cảm ơn các bác ạ.